Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là một chiếc điện thoại Lenovo K5 Play hay tên gọi khác là Lenovo L38011 đang bị vỡ màn hình, hỏng màn hình đang chờ thay mới tại Di động Cao cấp.vn. Qua thời gian thì việc điện thoại Lenovo K5 Play bị hỏng vỡ màn hình là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại Di động Cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Lenovo K5 Play nói chung và phần màn hình cảm ứng của điện thoại Lenovo K5 Play nói riêng thay mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Lenovo K5 Play nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa cũng điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship màn hình Lenovo K5 Play đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Lenovo K5 Play, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên từ Di động Cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý các bạn. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Lenovo K5 Play hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý bạn.